Khi, khi mà bắt đầu làm bộ phim ấy là anh đã để mong muốn uh, thể hiện cái bộ phim này gần như là nửa đầu phim ấy là nó khá hiện thực và nửa cuối phim là khá là mơ hồ cái kiểu thì uh, câu hỏi là uh, tại sao anh lại chọn cách này đương nhiên tại vì khi mà uh, anh tiếp cái bộ phim ấy anh muốn cho khán giả đi vào một cái thế giới thực trước tiên cái thế giới mà họ tin là uh, nhân vật này tồn tại và uh, giống như là một câu chuyện tài liệu, phim tài liệu, đúng chưa? thì uh, sau đó ấy, là ăn để thời gian uh, một khoảng uh, một khoảng thời gian cho họ uh, họ tự uh, tiếp cận nhân vật và uh, biết nhiều hơn về cái cuộc đời của nhân vật. sau đó khi khi, khi mà họ đủ đủ lâu rồi, ấy, biết đủ lâu rồi ấy, ăn sẽ uh, dẫn họ dần dần vào một cái thế giới uh, siêu hiện thực hơn và trong thế giới siêu hình thực đấy, anh vẫn giữ lại những cái uh, những cái thực mà anh đã tạo ra phía trước. Tại vì để anh đang xem, đôi lúc uh, trong bộ phim uh, cái ranh giới giữa thực và ảo nó bị mở. Anh nghĩ là ai cũng cảm nhận được điều đấy. Tại vì uh, không phải ai cũng cảm nhận được. Tại vì đó 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 là cái uh, nói chung là, là cái cách anh muốn tạo dựng. Yeah. Uh -huh.